Chào mừng các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Nguyễn Thị Lan. Cô rất vui khi được đồng hành cùng với các em. Hôm nay, cô trò chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu qua nội dung bài 21, chương trình hóa học 8. Đấy là bài tính theo công thức hóa học. Bài học hôm nay gồm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất, đấy là biết công thức hóa học. Hãy xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi nguyên tố. Và nội dung thứ hai, đây là biết thành phần các nguyên tố. Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất. Bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu trong hai tiết học. Tiết học đầu tiên này chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung thứ nhất, đấy là biết công thức hóa học của hợp chất, hãy xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi nguyên tố có trong hợp chất. Các em thân mến, để làm được bài tập dạng này, chúng ta cần tiến hành các bước như sau. Bước 1, tìm khối lượng mol của hợp chất. Bước 2, tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một mol hợp chất. Và bước 3, tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi nguyên tố có trong hợp chất. Cô lấy ví dụ như, trong tự nhiên chúng ta thường có quặng hematit, trong đó thành phần chủ yếu có chứa là sắt 3 oxit. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi nguyên tố có trong hợp chất sắt 3 oxit. Chúng ta sẽ tiến hành bước 1, đấy là tìm khối lượng mol hợp chất. Chúng ta tra bảng 1 trang 42. Chúng ta thấy nguyên tử khối của sắt là 56, nguyên tử khối của oxy là 16. Như vậy, chúng ta dễ dàng tính được khối lượng mol của Fe2O3 sẽ bằng 56 x 2 cộng 16 x 3 bằng 160 g trên mol. Bước 2, chúng ta sẽ tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một mol hợp chất. Chúng ta thấy trong một mol Fe2O3 sẽ gồm có 2 mol nguyên tử sắt và 3 mol nguyên tử oxy. Và như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng tiếp đến bước thứ 3, đấy là tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi nguyên tố có trong hợp chất. Bằng cách chúng ta lấy khối lượng của nguyên tố đó có trong một mol hợp chất chia cho khối lượng mol hợp chất và nhân với 100%. Ví dụ như phần trăm khối lượng nguyên tố sắt sẽ bằng 56 x 2 chia 160 nhân 100% sẽ bằng 70%. Tương tự như thế, chúng ta sẽ tính được phần trăm khối lượng nguyên tố oxy sẽ bằng 16 x 3 chia 160 nhân 100% sẽ bằng 30%. Hoặc chúng ta có thể tính phần trăm khối lượng nguyên tố còn lại bằng cách lấy 100% trừ đi phần trăm khối lượng nguyên tố kia. Và bây giờ cô có muối kali nitrat. Chúng ta hãy xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi nguyên tố có trong hợp chất kali nitrat. Bước 1 tương tự, chúng ta sẽ tìm khối lượng mol hợp chất. Chúng ta tra bảng 1 trang 42, chúng ta sẽ thấy kali bằng 39, nitơ 14 và oxy 16. Như vậy, chúng ta dễ dàng tính được khối lượng mol của hợp chất kali nitrat bằng 101 g trên mol. Và bước 2, chúng ta cũng dễ dàng xác định được số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một mol hợp chất, đấy là có một mol nguyên tử kali, một mol nguyên tử nitơ và 3 mol nguyên tử oxy trong một mol kali nitrat. Và như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi nguyên tố có trong hợp chất kali nitrat. Phần trăm khối lượng nguyên tố kali sẽ bằng 1 nhân 39 chia cho khối lượng mol hợp chất là 101 nhân 100% sẽ bằng 38,61%. Tương tự, chúng ta sẽ tính được phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ sẽ bằng 1 nhân 14 chia 101 nhân 100% sẽ bằng 13,86%. Và phần trăm khối lượng nguyên tố oxy, chúng ta sẽ lấy 100% trừ đi tổng phần trăm khối lượng của hai nguyên tố kia. Như vậy chúng ta sẽ có được kết quả phần trăm khối lượng nguyên tố oxy sẽ bằng 47,53%. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng áp dụng để giúp một bác nông dân nhé các em. Để tăng năng suất, một bác nông dân đi mua phân đạm trong cửa hiệu có các loại phân đạm như sau. Thứ nhất là amoni nitrat có công thức là NH4NO3. Thứ hai là canxi nitrat có công thức là CaNO3 hai lần. Thứ
ba là ure, có công thức là CO, NO2, đóng mở ngoặc 2 lần. Em hãy chỉ giúp bác nông dân xác định xem loại đạm nào có hàm lượng đạm cao nhất nếu như các loại phân trên cùng một giá tiền như nhau. Các em thân mến, hàm lượng đạm tức là hàm lượng nguyên tố nitơ có trong loại phân này. Như vậy, để giúp bác nông dân xác định, chúng ta cần phải tính phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ có trong mỗi loại phân nhé các em. Trước hết, chúng ta sẽ tính được phần trăm nguyên tố nitơ có trong amoni nitrat sẽ bằng 14 nhân 2 chia 80 nhân 100% sẽ bằng 35%. Tiếp tục, chúng ta sẽ tính được phần trăm nguyên tố nitơ có trong canxi nitrat sẽ bằng 14 nhân 2 chia 164 nhân 100% sẽ bằng 17,1%. Tương tự như thế, chúng ta sẽ tính được phần trăm của nguyên tố nitơ trong ure. Chúng ta so sánh kết quả. Chúng ta thấy loại phân nào có chứa thành phần phần trăm nguyên tố nitơ cao nhất? Rõ ràng chúng ta nhận thấy là amoni nitrat là có hàm lượng nitơ hay còn gọi là hàm lượng đạm cao nhất. Như vậy, chúng ta nên mua loại phân là amoni nitrat. Các em thân mến, axit sulfuric là một chất có rất nhiều ứng dụng trong công nghiệp của chúng ta. Chính vậy, chúng ta cũng cần phải biết xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi nguyên tố có trong axit sulfuric với công thức là H2SO4. Như vậy, chúng ta dễ dàng xác định bước 1, đấy là tính khối lượng mol của axit sulfuric bằng cách tra bảng một trang 42. Như vậy, chúng ta dễ dàng tính được khối lượng mol của axit sulfuric là 98 gam. Tiếp theo, chúng ta dễ dàng xác định được rằng trong một mol axit sulfuric gồm có 2 mol nguyên tử hydro, 1 mol nguyên tử lưu huỳnh và 4 mol nguyên tử oxy. Và như vậy, chúng ta dễ dàng tính được thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi nguyên tố có trong axit sulfuric như sau. Phần trăm khối lượng nguyên tố hydro sẽ bằng 1 nhân 2 chia 98 nhân 100% bằng 2,04%. Phần trăm khối lượng nguyên tố lưu huỳnh sẽ bằng 32 chia 98 nhân 100% bằng 32,65%. Và như vậy, phần trăm khối lượng nguyên tố oxy chúng ta có thể làm tương tự như phần trăm của hai nguyên tố trên, hoặc chúng ta lấy 100% trừ tổng phần trăm khối lượng hai nguyên tố trên, chúng ta sẽ được phần trăm khối lượng nguyên tố oxy bằng 65,31%. Như vậy, cô trò chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung thứ nhất của bài học rồi. Qua nội dung tiết học này, các em cần nhớ kỹ cho cô các bước xác định thành phần phần trăm của mỗi nguyên tố có trong công thức hóa học nha các em. Cảm ơn các em đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Chúc các em có một giờ học nhẹ nhàng, hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình siêu thị nhớ học đường lần sau.